Và nếu bạn đã xem video này thì có nghĩa là bạn đã tham gia chương trình Chinh Phục Hồ Tây cùng với đồng đội Bích và team của Bích rồi đúng không ạ? Thì đây chính xác là video sẽ hướng dẫn bạn làm sao để bạn có thể chinh phục Hồ Tây một cách tốt hơn và bạn hoàn toàn có thể bảo vệ được sức khỏe của mình. Bởi vì chinh phục Hồ Tây nó rộng khoảng tầm 17 km, nếu mà bạn chạy liên tục và bạn không có kỹ thuật thì điều đấy nó sẽ khiến bạn là bị có thể là bị trượt sút, bị bong gân hoặc là có thể bạn mình có thể bạn bị mất đó. Thế nên là ngày hôm nay nếu bạn đang xem video này thì chính xác là Bích sẽ chia sẻ cho bạn cái kinh nghiệm mà Bích đã từng chinh phục Hồ Tây như thế nào trong 2 đến 10 phút và là một trong những cô gái về đích đầu tiên và đã có những thay đổi mạnh mẽ về tâm trí, về cách làm việc sau khi mà Bích chinh phục xong Hồ Tây. Thì điều đầu tiên khi mà đầu tiên là đội nhóm của Bích chạy này thì mọi người sẽ chạy rất là nhanh. Đầu tiên là các bạn phải khởi động nhá, các bạn nhớ khởi động này, chân tay đâu khởi động cùng Bích nào đấy. Đầu tiên là các bạn phải khởi động chân tay này, thứ nhất là khởi động chân tay này. Xong sau đó thì đội nhóm là sau khi mà khởi động xong rồi thì đội nhóm có tập hợp vào để chạy, thì sẽ có người chạy chậm và có người chạy nhanh. Thì ban đầu thì mọi người thường chạy rất là nhanh, mọi người có xu hướng là ban đầu còn dư sức chạy rất là nhanh, có riêng một mình Bích thôi là Bích chạy rất là chậm và là người đi phía cuối của đoàn của một cái team đó. Và ban đầu thì Bích cũng rất là lo lắng rằng là ôi mọi người chạy nhanh thế này mọi người bỏ rơi mất mình rồi. Và không, Bích vẫn cứ kiên trì với mình, Bích bảo là không, có một chặng đường dài như thế, nếu bây giờ mình chạy nhanh mình kiệt sức thì mình sẽ phải đi bộ, mà mình đi bộ thì mình lại phải nghỉ sao. Và cuối cùng thì Bích vẫn quyết định là đi, vẫn cứ quyết định là chạy nhưng mà chạy rất là nhẹ nhàng thôi. Thì ban đầu Bích khuyên bạn là đầu tiên là bạn nên khởi động, xong sau đó bạn hãy chạy một cách nhẹ nhàng thôi. Bạn hãy chạy một cách nhẹ nhàng thôi, không cần phải đua với đội nhóm. Cuộc chiến nó là giữa bản thân bạn và chính bạn mỗi ngày mà thôi, chứ đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai, cũng đừng bao giờ so sánh mình với một ai đó. Bởi vì bạn xứng đáng là những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta đều là một mảnh ghép của nhau, và mỗi chúng ta đều có một giá trị riêng của nhau. Bạn có điểm mạnh riêng của bạn, đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai hết. Hãy cố gắng nỗ lực hết bản thân mình mỗi ngày mà thôi, ok không ạ? Rồi thì Bích lại quay trở lại tiếp về câu chuyện chạy Hồ Tây nhá. Thì ban đầu Bích chạy rất là chậm, nhưng quan trọng là Bích giữ sức. Và đấy chính là lý do mà tại sao Bích chạy cả 17 km, mặc dù không phải là người chơi thể thao thường xuyên vào cái giai đoạn đấy mà Bích vẫn có thể chinh phục được. Thì đó, bạn nhớ là đừng bao giờ là ngay từ đầu là ngựa non ngó đá và hiếu thắng là chạy điên cuồng luôn. Ban đầu bạn cứ chạy từ từ, nếu bạn cũng muốn giống Bích, nếu bạn cũng muốn là chạy và không nghỉ một bước chân nào thì điều đó là điều vô cùng quan trọng. Điều thứ hai Bích muốn chia sẻ với bạn là hãy chạy trong tâm trí của bạn thoải mái nhất. Bạn vừa chạy bạn vừa nghĩ rằng đơn giản nó chỉ là một cuộc để đi thăm Hồ Tây, để đi ngắm sen thôi, bởi vì lần đó Bích đi vào mùa hè, thế nên là khi mà chạy mà được ngửi hương sen thơm rất là nhiều và cảm thấy thực sự là dễ chịu. Và cũng chia sẻ luôn là vì là Bích cũng chạy mùa hè rồi các bạn, thế nên là đen, chạy về đen là điều đương nhiên, không có cái gì phải ngạc nhiên cả, mặt rất đen luôn, không sao cả, chúng ta như thế để chúng ta thay đổi mà, đỡ phải đi tắm đen một lần, ok ạ. Thì đó nhá, bạn phải nhớ là tâm trí của bạn rất là thoải mái, đơn giản là bạn chỉ nghĩ rằng là một lần đi chạy để khám phá Hồ Tây thôi và để khám phá những cái sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân mình thôi, thì bạn sẽ không quá bị nặng nề. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị thế nọ, mình thế kia, không. Hãy nhớ một điều rằng khi bạn đã tham gia cùng với đội của Bích thì chắc chắn là sẽ có những người phụ giúp về y tế là một, thứ hai là có đồng đội và cộng sự của bạn và họ luôn luôn là đồng hành và sát cánh bên cùng bạn. Thứ hai là bạn phải nhớ là không mặc quần bó sát, không được mặc quần bó sát, hãy mặc quần áo một cách thoải mái nhất đó. Thứ ba là cái đôi giày của bạn phải đảm bảo, tránh trường hợp như Bích nhá. Ngày xưa Bích chưa có kinh nghiệm thì Bích đi giày nó rất là, nói chung là nó không bảo vệ được đôi chân của mình trong suốt khoảng 17 km như thế. Thì bạn cố gắng đi một cái đôi giày nào nó chất lượng một chút, nó êm chân một chút thì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Đấy là điều thứ ba đúng không ạ? Điều thứ tư Bích còn muốn chia sẻ cho các bạn này, thì bạn không được ăn quá no. Bởi vì khi mà các bạn chạy thì các bạn ăn quá no ấy thì nó sẽ dẫn đến việc là cái bao tử của bạn rất là đau. Thì bạn chỉ nên là ăn một chút bánh mì, ăn chút bánh mì để nó giữ cho cái bao tử của bạn nó không bị đau dạ dày. Thì nên ăn một chút bánh mì, và trong quá trình chạy thì bạn đừng nên uống nước quá nhiều, bởi bản thân Bích không phải là người uống nước quá nhiều. Khi bạn uống quá no ấy thì bạn sẽ bị sốc bụng và bạn không thể chạy được. Thì thường là mỗi lần Bích sẽ nhấm nháp một ngụm thôi, ngấm áp một ít thôi và để cho mình nó đỡ khát thôi. Và nhớ một điều quan trọng nhất, chinh phục Hồ Tây nó không phải là cuộc chơi. Chinh phục Hồ Tây nó là chinh phục về cái tư duy trong bạn, là chinh phục cái con người bên trong bạn. Và nếu bạn tham gia cuộc thi này và bạn có thể hoàn thành được nó, ở cuộc chơi này nhá, chỉ đơn giản là một cái cuộc chơi mà Bích tổ chức để cho team có thể vượt được chính mình thôi. Thì đó, nếu mà bạn có thể tham gia thì bạn hoàn toàn có thể chiến thắng được cái con người bên trong của mình. Và có một điều nữa Bích muốn chia sẻ với mọi người, đó là khi mà chinh phục ấy
Thì khi mà chinh phục thì bạn hãy nhớ một điều rằng là đây là một trong những cái trò chơi, nó gần như là quyết định cái tâm trí của bạn. Cuộc đời của bạn gần như nó đang ở một bức tường rào cản. Bạn đang là người lấy rất là nhiều lý do, bạn đang là người có tin tỉ thứ để không thể vượt qua được. Thì Hồ Tây này nó chính là một cái bức tường có thể giúp bạn ngăn cản đi được, phá tan những cái rào cản trong bạn, phá tan cái con người bên trong. Nhưng mà cái con người từ trước đến nay nó luôn luôn nói rằng bạn không thể làm được. Hãy cùng Bích, cùng đội nhóm của Bích tham gia chương trình này nếu bạn thực sự mong muốn chia sẻ.